Sao phải dán lại phim cách nhiệt à anh em? Chắc là nhiều anh em thấy khi mà anh em Gala quay cái video lên bảo là bóc cái phim cũ đi dán lại cái phim cách nhiệt mới, anh em không biết lý do tại sao mà phim có rồi mà bóc đi dán lại. Thì phải chia sẻ với anh em một vấn đề như này thôi, là cái xe mà đã được trang bị phim cách nhiệt và đã được dán tặng nhá, dán phim là dán gói tặng đó, thì đa số 10 anh em đi thì 9 anh em đều phải, nếu mà đi nhiều đều phải dán lại hết, bởi vì là cái phim tặng ấy thì cái chất lượng phim nó rất là kém, đi nó rất là nóng, đến mùa nóng là đi anh em cảm giác nó cực kỳ nóng và rát luôn, nhất là ở cái khu vực cái táp lô này đấy, cái lượng nhiệt ở trên kính lái này nó hợp xuống đi cực kỳ nóng đó. Thì nhiều anh em bảo là xe dán rồi cần gì phải dán lại đúng không ạ, thì thực ra thì có như cũng theo quan điểm cá nhân của từng người đó, nếu mà anh em muốn cái dòng phim chất lượng tốt, đi nó mát không bị nóng không bị rát, thì em nên trang bị những dòng phim cách nhiệt mới chất lượng hơn, tốt hơn, cách nhiệt tốt hơn, ngăn cản các cái tia UV cũng như tia hồng ngoại đó. Còn anh em nào mà thấy cái phim chất lượng xe của mình nó ổn rồi, ok rồi thì em cứ sử dụng, nó không phải dán lại đó. Còn anh em nào muốn tìm cơ sở cũng như là dán những cái dòng phim chất lượng uy tín tại khu vực Thái Nguyên thì em mời qua Akala Thái Nguyên anh em nhá.